Rồi hai nha, Giang xin chào tất cả mọi người nha, đã trở lại với kênh YouTube của Giang nhé mọi người. Thì buổi chiều thì Giang chúc mọi người xem video và thật nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay tiếp tục hai anh em của Giang là không có đi dở lú nữa nha mọi người, mà là hôm nay Giang sẽ đi, Giang với thằng em của Giang sẽ đi nhặt ve chai ở bên bờ rừng ở bên kia. Đây nè, đó là mọi người, chào khán giả ấy, Lý. Đó mình chọc cái gì vậy? Đó đó em mình nha mọi người. Thì hôm nay Giang với mọi người cùng đi theo chân Giang đi qua bên bờ rừng bên kia để hai anh em đi nhặt ve chai. Ve chai thì có giá bình thường thì cũng có 4.000 ký nha mọi người. Hai anh em sẽ hy vọng sẽ nhặt được chục ký, kiếm được 40.000 để mua gạo ăn trong mùa dịch này nha mọi Đó người. thì giờ đi thôi. Thì đi đi bằng xuồng nha mọi người. Thì hôm nay thì 15 âm lịch nha. Nước quê Giang thì nó lên nước dưới sông á, biển nó vô á. Nước lên rất là nhiều. 16 người khác. 15 16 gì cũng vậy thôi. Nước á. Đó, nó lên thường cái chuồng vịt của nhà Giang nè, nó ngập luôn á. Nó mấy vịt này nó không có chỗ ngủ luôn nha mọi người. Giờ nó cũng đi ăn hết rồi, nó bơi lội ngoài kia rồi, nó mọi người thấy nó bơi lội kia không? Đó. Rồi. Về hơi tình. Có mấy cây bằng nữa nè. Rồi giờ đi ra ngoài bờ rừng, mé bên bờ rừng bên kia thì Giang sẽ tiếp tục quay video cho mọi người cùng xem, mà đi mời mọi người cùng đi xem Giang nhặt ve chai như thế nào nha mọi người. Đó. Giờ nó sẽ giật giật máy. Còn Giang thì quay video. Nó có chuẩn bị hai cái bao nè. Quên giới thiệu hai cái bao nữa, hai cái bao đựng gạo nha. Cái hai cái hai anh em người người cái bao. Tiếp tục sẽ giật máy thôi. Bật cái ấy lại kìa, bật công tắc màu đỏ á. Sao gì kỳ vậy? Ừ, nãy cha em chạy công tắc á. Đó, nó giật máy rồi đi mọi người. Rồi nha mọi người. Thì hiện tại thì Giang cũng đã tới cái địa điểm là để nhặt ve chai, lượm ve chai mà biển nha. Đó, anh em của Giang nó lượm được cái miếng dán nha mọi người. Đó, miếng gỗ này chắc ghê á. Giờ xuồng Giang ở đậu đây. Thì nó sẽ cầm hai cái bao. Đó, mọi người thấy không? Quê Giang là mùa nước lên là hiện tại là có sóng nha mọi người. Có sóng rất là nhiều. Đó, Giang sẽ đi dọc theo cái bờ này để đi lượm ve chai nha mọi người. Đi sâu vô rừng á. Đó thì giờ hai anh em sẽ đi lượm nha mọi người. Thì giờ Giang sẽ quay cho thằng em của Giang nó lượm thôi. Giang sẽ vừa quay vừa nói chuyện với mọi người nha.
thì đó là ổng ấy nha mọi người. Giờ đi thôi. Nó lượm những cái lon như vậy nè mọi người. Rồi lượm cái chai này lên cho mọi người ta xem nè. Có nước thì đổ nước ra. Đó. Tại vì cái bờ rừng này là ít có người đi qua đây nha mọi người. Mọi người phải có xuồng có ghe mình đi mới được. Còn nếu mà không có xuồng có ghe thì mình đi không có được. Mình không có qua đây thế nào mình nhặt cho chai được. Đó mọi người. Thì đem theo hai cái bao. Quá trời luôn. Hồi lâu rồi Giang cũng có nè, lượm được cái can bự nè. Mở nắp ra đi. Thì hồi lâu Giang cũng có đi nhặt ba chai nữa. Trời ơi nhìn quá trời nhiều luôn nè mọi người. Mọi người thấy không? Những cái chai lâu rồi nè, mình sẽ lượm thôi. Hôm nay thì mùa chướng, gió chướng nó vô nha mọi người. Đó, sóng rất là nhiều. Ở trước kia là, ngoài kia là cửa biển nha mọi người. Đó. Thì nước biển ở Châu Giang thì nó không phải dùng đất ngập mặn nha mọi người. Nó nên nước nó không có trong. Nước nó hơi đục đục vậy đó. Cái gì? Nhẫn mà mất tiêu rồi. Cái này là quà tình nhân mà vô tình mình lộm được nhưng mà không có nhẫn. Rồi đi tiếp. Nói chung nguyên cái bờ rừng này nó dài lắm nha mọi người, đi xa lắm, tầm độ 6-7 cây số á. Mình đi mình chuẩn bị mình cũng ăn uống rồi đó. Nói chung là mình nhặt từng cái vậy nha mọi người. Hả? Quán từ từ lại quay tới dừa cho mọi người xem nè. Nè mọi người. Thấy tới dừa này nó lên mọng luôn nha mọi người. Để đây hội đem về nhà trồng. Đây có nguyên đôi dép của ai làm nên tình nhân của ai mà nhìn ghê quá à. Rồi. Giờ đi băng vô rừng luôn nha mọi người. Mọi người thấy đây là rừng nha mọi người. Đó, em mới dặn đi trước rồi. Nãy đi quên mang theo đôi dép. Đây nhiều khi có miễn nha mọi người. Miễn nó đâm nó cắt chân chết luôn. Cái đèn. Ừ? Cái đèn à. Quay nó cá thầy đi. Rồi. Đó qua tới bên đây. Cái gì? Cái chùm lá đâu? Không có, đây không có chùm lá đâu. Ở đây giống như cái chỗ này nhìn giống như cái hang gì vậy, thấy ghê quá. Đây có cái lưu điện nước của ai nó tắp vô đây nè mọi người. Đây đi. Nó thì hồi nãy đi bỏ quên tới dừa nha mọi người. Thằng em mới Giang nó tiếc nó chạy đi lại tú đằng kia nó lấy tới dừa lại nè. Đó. Để nó về nó trồng. Nãy đằng kia thì cũng tương đối ít. Giờ lại đây mọi người thấy quá trời chai luôn á mọi người. Chai lọi quá trời nhiều luôn. Tranh thủ lượm riết về. Thế thôi trời buổi chiều thì nó cũng sắp mưa rồi nha mọi người. Thì ở quê mà mình ngoài việc mình đi lượm ve chai với đi đặt lú với đi giăng câu ra thì việc gì có tiền thì Giang cũng làm hết à. Giang không có ngại việc gì nha mọi người. Đó. Sài Gòn Bình Dương các kiểu Giang cũng có đi làm hết rồi. Dặn lại cái chai nào có nước mình dặn mình đổ nước ra để thôi nó nặng quá nha mọi người. Nãy giờ cũng gần đầy con bao rồi. Này cũng 5 kg rồi. Làm đâu 2 kg được chưa nữa. Ngủ nhẹ lắm. Đó.
được cái chai nước rửa chén nha mọi người, chai mũ nè. Hôm nay nước không à, để nhân dặn nước ra nổ ra lấy cái chai không thôi. Bỏ vô lấy rãn nắp lại không vô luôn. Mọi người thấy có cây khô nè mọi người, cây khô lâu năm nè, ghê chưa, mà nó mục hết rồi nè, bẻ nó gãy luôn rồi mọi người, thấy không. Cái này lấy cái cây này về mình để mình trồng lan được cho mọi người, trồng mấy cái lan rừng á tốt lắm. Ồ, được con dây với cái dây phao dài dữ. Rồi con này bỏ vô luôn. Người đi sóng biển khủng khiếp không? Mà kia có chiếc tàu đang chạy vô rồi nha mọi người. Mà kia có chiếc xà lan nó chạy vô mọi người. Mọi người thấy to đùng luôn không? Xà lan này thường thường nó chở đá nha, chở vật tư xây dựng nha mọi người. Mùa nước lên thì nó mới có vô con sông này được, chứ nước kém là nó không có vô sông này được nha mọi người. Sóng biển quá trời luôn. Ngày em Giang nó mê lợm quá đi trước rồi. Giang dừng chân lại để quay cái con tàu cho mọi người xem. Cái chai xịt xịt mũi. Cái này cũng có giá, tính bằng giá sắc dụng nha mọi người. Rồi. Chưa tưng ở đây cái bao rồi, làm đi cái cao múc nước à. Đó. Chạy luôn, làm như luôn đấy. Bên đây nè, bên đây là rừng mọi người. Để Giang giới thiệu cái dây này cho mọi người xem này. Nó lợm này hộp kem nha mọi người. Kem trộn. Đó, mọi người thấy đây không? Đây là dây tơ hồng nha mọi người. Dây tơ hồng rừng. Đó, nó quá trời luôn. Nó mọc trong rừng nha. Cái này là khu rừng này không có người ở nha mọi người. Đó. Đây quá trời đồ luôn. Quá trời ve chai luôn. Mấy cái bóng đèn này nè. Cắt thả cái bên mài rồi nuôi đẹp lắm. Mà nhỏ hay lầm á. Tôi đứt con chai đấy nè Lý. Chuyên nghiệp nghe. Nhặt ba chai chuyên nghiệp đó nha mọi người. Cái gì vậy? Có hình đây nè. Làm được hình của camera nha mọi người. Nói chung cái này mình đi phải đi cẩn thận nha mọi người. Cái này đạp vô chân là nó nổ là coi như là đi bệnh viện luôn á. Là hết đi và nhặt ba chai luôn á nha mọi người. Còn sóng biển còn rất là nhiều. Được chơi nít. Quá trời được chơi nít nè. Con trai nhiều lắm. Bỏ vô đại đi. Chai xanh không lợm. Mua chứ. Mua về xài luôn. Em có rau muống biển nha mọi người. Còn đây là lò lục bình. Đây nè. Chén ăn cơm luôn, có chén ăn cơm nè. Lậm luôn. Đầu phải chai mà. Rồi bỏ vô lấy. Rồi đi quay cái cục mót cho mọi người xem.
người thấy có cái cục này ghê chưa? Cái cục này là ở trong trên núi nó tụt xuống nha mọi người. Cục này ghê gớm lắm. Cái cục này nó ngọt nha, y như cục đường vậy đó. Có kiến nó bu nè, mọi người thấy kiến không? Kiến nó bu lắm đó. Thôi tốt nhất là mình không nên lại gần những cái vật mà mình không nên biết. Tiếp tục đi. Thôi rồi ta đã xa nhau. Ở đây mấy cái cây này gió bão nó mục ngã xuống nha mọi người. Ghê quá. Hả? Rồi để đi tí lấy. Mục không? Mục quá. Rồi quay cái bao qua cho mọi người thấy nè à. Rồi hai anh em nha mọi người. Rồi hai anh em của Giang hồi nãy giờ đi lượm tầm độ cũng 20 phút á. 20 phút rồi cũng được hai bao. Đó, đây nè. Được hai bao nè. Hai bao thì 20 kg thì không có đâu nha mọi người. Tầm độ 15 kg à. Tầm độ 15 kg thì giờ thôi giờ hai anh em đi về. Giờ hai em đi về, giờ chiều rồi, trời cũng chiều mọi người. Mọi người thấy mặt trời không? Mặt trời nó xuống mé lá rồi. Xuống núi rồi. Đó thì đây nè. Xuồng của Giang đậu đó nha mọi người. Bây giờ hai anh em sẽ đi về. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Rồi chúc tất cả mọi người xem video này thật nhiều sức khỏe. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Giang nhé mọi người. Giang sẽ làm nhiều video hơn nữa cho mọi người cùng xem. Bye bye Lý ơi. Bye bye, chào mọi người đi. Rồi kết thúc video nha.